Nhất trai làng anh công tử hào hoa, nhất gái quê em khuê các con nhà. Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, tròn đôi chín chàng mô đen rất mạnh. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Anh nhất làng trong vòng, em nhất làng ngoài. Tôi chọn đúng người rồi trời ơi, hột quá trời hột luôn trời. Để quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa song ca với anh Kim Tử Long. Thời gian bình chọn 10 giây. Bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này và sẽ công bố vào cuối chương trình hôm nay sau khi 8 tiết mục song ca giữa người chơi và khách mời kết thúc. Bây giờ thì hãy làm quen với cô gái rất là tràn đầy năng lượng và cũng rất xinh đẹp nữa. Xin chào bạn. Dạ, em chào anh Khanh. Cho phép em xin chào anh Kim Tử Long và chị Lê Phương, anh Thanh Thức và anh Hê Đức Trương ạ. Và cùng thể toàn thể tất cả các bạn đã có mặt trong trường quay. Em là tên là Như Mai ạ, hiện đang là diễn viên. Yeah. Xin chào Như Mây, Khanh với Như Mây đóng chung phim rồi. Người quen, yeah. Lâu lắm rồi mới gặp lại. Nhưng mà anh thật sự không biết là Như Mây hát hay như vậy. Cũng dễ thương nữa. Chính là đam mê mới đưa em lên đây được. Chương trình này, phải nói là tại vì em sợ độ cao. Và cái thứ hai nữa em sợ tiếng động mạnh. Và em cứ nghĩ là khi mà em đứng trên sân khấu và em cháy hết mình, còn vấn đề được hay như thế nào thì cái đó là chuyện tùy duyên. Miễn sao đã có cơ hội và mình đã chơi hết mình và cống hiến hết mình với tất cả mọi người ạ. Yeah. Yeah, cảm ơn Như Mây. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về tiết mục vừa rồi mà chúng ta đã xem. Mây rất là may mắn tại vì diễn với anh Long diễn rất là nhiều. Do đó một tiết mục này hai người tung hứng với nhau tạo thành một cặp rất là sung trên sân khấu, làm cho Thức với Phương như này cũng diễn tự tưởng tượng mình giống như một cặp ca sĩ đang hát đó vậy luôn nữa đó. Thấy em chọn mở đầu chính xác chưa? Hay quá, xuất sắc luôn nha. Vậy thì phải nhờ công của anh Hamlet rồi. Không biết là ở đâu mà anh có một cái năng lượng quá là khủng khiếp như vậy. Mỗi lần bước lên sân khấu tất cả mọi người phải nhìn theo anh, phải đam mê theo anh. Và như may hôm nay bạn cũng được hưởng một phần năng lượng đó từ anh Kim Tử Long.
em là diễn viên. Vì vậy cho nên là khi mà em tung hứng với anh trong cái bài hát đó, nó rất là gọi là quăng bắt. Đó là cái lợi thế của em. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca cùng anh Quang Hà. Mặc dù đây là một tiết mục song ca, nhưng các khán giả tại trường quay sẽ chỉ bình chọn dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi. Anh Quang Hà cũng như là các nghệ sĩ khách mời sẽ chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ cho các bạn tỏa sáng mà thôi. 10 giây của các bạn bắt đầu. Quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và chúng tôi sẽ giữ bí mật con số này sau khi 8 tiết mục song ca hoàn thành.
Xin chào bạn. Em xin chào các vị khách mời. Em xin chào anh Quang Hà, em xin chào anh Bạch Công Khanh và quý vị khán giả ở đây cùng quý vị khán giả đang xem truyền hình. Em là ca sĩ Dung Nina. Xin chào Dung Nina. Dạ vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời về phần biểu diễn của cô gái này cùng với anh Quang Hà. Khanh mời chị Vân Khánh. Dễ thương quá. Cô gái bước ra rất là bắt sân khấu, một cái dáng vóc rất là mảnh mai, xinh xắn như một nàng công chúa vậy đó. Và đã nhanh chóng bắt nhịp với anh Quang Hà, ra là nhún nhảy liền, rất là nhanh. Và đặc biệt rằng là phải nói thật nể phục, tại vì Vân Khánh là chuyên trị dòng nhạc dân ca trữ tình, nghe hát cái kiểu mà chạy chữ kiểu này bái phục luôn. Phải nói thực sự là rất đời mà khó. Và đặc biệt là cái sự kết hợp này nó không hề có cái sự chuẩn bị trước. Chị chúc mừng cho em, hôm nay em làm khá tốt cái phần trình diễn của em. Cảm ơn chia sẻ của chị Vân Khánh à. Giọng hát của em á, thật sự là một giọng hát lạ đó. Chị rất thích cái giọng hát của em, bởi vì bài hát này thuộc loại là bài hát khó, tiết tấu của nó rất là nhanh. Mà anh Quang Hà chọn cái bài này á, thì cũng làm khó cho em. Nhưng mà bù lại cái sự hỗ trợ của anh Quang Hà cũng rất quan trọng, bởi vì anh máu lửa lắm. Chị chúc mừng buổi trình diễn của em ngày hôm nay. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe chính anh Quang Hà nhận xét về tiếng hát của Dung Nina. Ngày hôm nay Hà rất là bất ngờ khi mà lần đầu tiên gặp bạn. Và chúng mình cũng vừa có một cái màn song ca cũng như là ngẫu nhiên trên sân khấu. Khi mà hát đơn ca thì tất cả mọi thứ mình đều có thể chủ động được. Còn khi hát song ca thì bắt buộc mình phải lắng nghe người đối diện và hát cho nó cùng tần số với người bên cạnh, để cho cái tiết mục đó nó thật sự là hài hòa. Cảm ơn rất nhiều đã đến với chương trình này. Cảm ơn Quang Hà cũng như là Dung Nina một lần nữa vì đã mang đến cho chúng tôi một tiết mục mở màn rất là sôi động.
Nhà anh có một vườn cao, nhà em có một vườn trầu. Chiều chiều nhìn sang bên ấy, hoa cau bên này rụng trắng sân nhà em. Anh lên đường mẹ xin nắng trầu nhuộm áo cho anh một lá trầu xanh. Mời quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Và mặc dù đây là tiết mục song ca, nhưng mà các khán giả tại trường quay sẽ chỉ bình chọn dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi mà thôi. Quý vị sẽ có 10 giây, nếu như chọn nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Thời gian của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Bây giờ thì hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này. Xin chào anh. Vâng ạ, và đầu tiên cho phép Hữu Phạm xin được gửi tới lời chào tới bốn vị khách mời cùng MC Bạch Công Khanh, cùng toàn thể quý vị khán giả ở trong hội trường, toàn thể của khán giả đang theo dõi trên truyền hình ạ. Xin chào anh Hữu Phạm. Hú hồn luôn. Nãy ngồi dưới nghe trên này có ba người nam hát, không có ai hát cái giọng này hết trơn, cũng lo đúng không? Hên quá. Hát cũng ngọt ngào quá trời luôn mà. Cảm ơn chị Vân Khánh ạ. Bây giờ anh Hữu Phạm sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời còn lại. Anh Kim Tử Long ơi, anh chỉ nói một điều thôi. Em khi mà em hát cái bài này đó, thì những cái người mà người ta nghe về dân ca Bắc Bộ á, người ta sẽ rất là thích. Tại vì người Bắc phải ca giọng trầm như vậy á, thì thể hiện cái bài này nghe nó mới rất là đã tai. Em lợi thế, em có cái giọng đó và em ca với lại Vân Khánh á, hai cái giọng nó rất là quyện với nhau. Cảm ơn chia sẻ của anh Kim Tử Long ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của anh Hoàng Bách. Xin chào Hữu Phạm. Chào anh. Chúc mừng bạn và chị Vân Khánh đã có phần trình diễn. Bách phải nói đây là phần trình diễn. Vì từ đầu đến cuối nó rất là ăn ý, rất là ngọt ngào. Khi bạn cất giọng lên thì thực sự Bách cũng giống như anh Kim Tử Long ạ. Bất ngờ có một cái giọng bass với người Việt Nam mình thì cái giọng baritone bass nó rất là hiếm và nó cũng gây ấn tượng ngay từ đầu. Nó làm cho Bách nhớ đến những người bạn đã cùng hát chung với Bách cách đây nhiều năm. Và cái tình cảm bạn đặt trong cái bài hát này, nó thực sự nó rất là hợp. Khi nghe cái phần song ca này thì rõ ràng là mình tưởng tượng đây là một, đúng là một chàng trai sắp đi lính, và cô gái đang rất quyến luyến cái tình cảm của chàng trai đó. Rất may mắn hôm nay cho chị Vân Khánh là chọn đúng được một cái đối tác mà Bách nghĩ là nó hoàn hảo cho cái bài hát này, cho phong cách của hai người ngày hôm nay. Chúc mừng chị và chúc mừng Hữu Phạm. Tuyệt vời. Cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Bách ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của chị Ngọc Liên. Ủa giờ mình nói là như trên được không? Hai người nói hết rồi. Thì bây giờ mình chỉ nói thêm chút xíu nữa thôi là em ra tác phong của em, trời ơi, lịch lãm, đứng sáng với lại chị Vân Khánh luôn. Mà cái bài này lúc mà Vân Khánh hát lên một cái á, là chị cũng đang tò mò coi em có đáp lại được với chị Vân Khánh hay không. Mà thật sự cái sự hỗ trợ của chị Vân Khánh đã giúp cho em rất nhiều trong ngày hôm nay, để mà em có được một đêm thật là tỏa sáng. Chúc mừng em. Xin một câu nữa được không ạ? Tại vì lâu lắm em mới nghe lại chị Vân Khánh hát. Thực sự là cái phong độ thì nó vẫn như ngày nào. Cái đẳng cấp thì khỏi nói rồi. Nhưng cái phong độ chị với bản thân em là một trong những giọng nữ em yêu thích ở dòng nhạc mang hơi hướng dân ca. Và thực sự là cảm ơn chương trình hôm nay là em lại được nghe chị hát lại một lần nữa.
người ta như người ta nói là như là nhai nút đĩa luôn, rất hay. Cảm ơn bác rất là nhiều ạ. Chút xíu vô trong thì mời em cà phê nha. Cảm ơn. Một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của các khách mời để dành cho tiết mục của Hữu Phạm và chị Vân Khánh. Mắt nai ơi xin đừng đi nhé em, mắt nai ơi xin đừng xa cách tôi. Dù cho ngày tháng có đi qua, có những phong ba tôi vẫn ngồi mãi nơi đây. Mắt nai ơi xin đừng đi cha cha, hát vang lên ô la la cha cha. Nào ta cùng bước cha cha cha, nào ta cùng hát cha cha cha, cùng vui ngày tháng mong mơ. Em xin tươi như bông như hoa cho ai kia ngắn ngày tan hồn. Một ngày nhớ một ngày mong, đêm lại về thao thức vân khuân. Vẫn tim anh khao khát đây chờ trong cõi âm âm muốn tìm tìm. Cô bé ơi, cô bé ơi, cô bé, cô bé ơi. Rapapa rapapapapapa. Du 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 du. Hey 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 hey. Ratata ratata. Một nụ hồng tặng cho mắt nào. Em thương ngày bước đi trên con đường về. Là sôi động, một chặng bước thay nữa thưa quý vị. Bây giờ sẽ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả bắt đầu bình chọn cho tiết mục Mắt Này Cha Cha Cha. 10 giây bắt đầu. Thời gian bình chọn dành cho tất cả quý vị khán giả đã kết thúc và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với cô gái vừa hát xong ca với anh Sĩ Luân. Xin chào bạn. Dạ, em xin chào anh với lại tất cả các anh chị, các cô, các chú, ban giám khảo cùng với tất cả các bạn có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Mơ Cát và hiện tại công việc của em thì đang là ca sĩ và mẫu ảnh tự do. Xin chào Mơ Cát. Thường thì bạn có hay hát bài này không? Hay đây là lần đầu tiên? Dạ đây là lần đầu tiên em hát ca khúc này luôn ạ. Ui chú trời. Bạn có chuẩn bị tinh thần là bạn sẽ phải hát với chính nhạc sĩ bài này không? Dạ nói chung là cũng có hồi hộp một chút xíu, nhưng mà em không nghĩ là em lại song ca cùng với nhạc sĩ của chính ca khúc này ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cảm xúc của anh Sĩ Luân khi mà lần đầu tiên anh hát bài này với một cô gái rất xinh đẹp. Hay việc này nó đã diễn ra rất thường lệ? Dạ không ạ, thường em hát bài này một mình. Dạ. Ai cũng có thể hát bài hát này và nó mang lại một cái năng lượng cực kỳ vui nhộn trong sân khấu của chúng ta. Và rất là thương bạn Mơ Cát là khi mà bạn hình như là bạn nghe mình chọn bạn xong là bạn rất căng thẳng. Trong ánh mắt bạn mình thấy sự căng thẳng đấy khi bạn đi xuống, mình dắt tay bạn xuống. Và không biết bây giờ thì bạn có hồi lại cái linh hồn chưa? Là đỡ chưa? Dạ em vẫn còn rung ạ. Bởi vì Khanh nghĩ là các người chơi đến đây chắc chắn là phải rung, bởi vì họ phải tập rất là nhiều bài hát chứ không chỉ riêng bài Mắt Nai Cha Cha Cha, đúng không? 8 bài đúng không? Phải tập 8 bài nữa. Phải tập 8 bài. Và không biết là mình sẽ hát bài đó với ai nữa. Cô có một lời khen con, cái giọng hát của con rất là sáng, nghe không có mờ, nghe liên tục luôn. Và cái giai điệu của Mắt Nai Cha Cha này liên tục, không ngưng nha. Dạ. Mà thấy bé nó hát tỉnh bơ, nó không có mệt một chút xíu nào luôn, mà rất là hòa quyện chung với lại nhạc sĩ. Dạ, cảm ơn chị. Đây là lần đầu tiên Mơ Cá hát bài này thì chú cảm thấy là con rất giỏi luôn á. Tại vì lần đầu tiên chú hát bài này, xin lỗi Sĩ Luân là mình hát sai lời nhiều lắm. Còn hôm nay là Mơ Cá hát là hát đúng lời. Thành ra mình cảm thấy là làm như đó thôi là mình thấy giỏi rồi. Dạ, xin lỗi nhạc sĩ. Cảm ơn một lần nữa những chia sẻ của các vị khách mời. Nào ai đã một lần dám nói hương bưởi thơm cho lòng bối rối. Cô bé như chùm hoa lặng lẽ nhờ hương thơm nói hộ tình yêu.
chia tay, sao chẳng nói điều chi mà hướng thầm theo mãi bước người đi. Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì mà hướng thầm theo mãi bước người. Chẳng nói điều chi mà hướng thầm theo mãi bước người đi. Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì mà hướng thầm theo mãi bước người đi. Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì mà hướng thầm theo mãi bước người đi. Sao chẳng nói điều gì mà hương thầm vương vấn mãi. Và bây giờ sẽ là thời gian dành cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa song ca với anh Long Nhật. 10 giây dành cho quý vị. Bắt đầu. Mười giây đã trôi qua và cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số mà quý vị đã bình chọn dành cho tiếng hát của cô gái xinh đẹp này. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với cô gái ấy nhé. Xin chào bạn. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép em Lê Thu Hiền xin được gửi lời chào đến tất cả các anh chị nghệ sĩ khách mời. Em xin chào anh Bạch Công Khanh. Em xin chào tất cả các khán giả đang có mặt trong trường quay và các khán giả đang theo dõi chương trình Song Ca Giấu Mặt ạ. Sự kết hợp của bạn cùng với anh Long Nhật rất ăn ý.
và chúng tôi xem cứ ngỡ như là hai người đã tập trước với nhau, nhất là những cái màn mà đổi chỗ cho nhau, rồi nhất là anh Long Nhật còn tính vuốt má của bạn nữa. Trong bài hát là hai anh em Long Nhật muốn ôm Thu Hiền lắm rồi, tại vì Long Nhật là một người sống rất là tình cảm, nhưng mà trong cái câu chuyện này là hai người này họ chưa nói được với nhau câu nào. Đây là lần đầu tiên anh gặp em, và khi em cất tiền hạt lên anh nói ôi chà, cái số 7 mừng may mắn rồi. Phần đầu anh hạt cái tông của anh và chuyện tông qua cho em rất là vừa vặn, và Thu Hiền rất là thông minh và một cái người nghệ sĩ trình diễn, chỉ cần nhìn vào mắt anh thôi là em biết là phải làm gì. Cảm ơn em, mặc dù anh là hỗ trợ em để em tỏa sáng, nhưng mà cảm ơn em, mặc dù hai anh em mình chưa có tập giờ, hôm nay anh gặp em lần đầu tiên. Dạ, cảm ơn chia sẻ của anh Long Nhật. Bây giờ thì chúng ta sẽ lắng nghe những nhận xét của ba vị khách mời còn lại. Thật sự thì Quốc Đại đã làm việc với Lê Thu Hiền nhiều lần. Và hôm nay thì em đã làm rất tốt, giống như phong độ của em luôn luôn rất là ổn định khi bước lên sân khấu. Em luôn luôn biết mình phải làm gì ở sân khấu khi mà em đã bước những cái bước đầu tiên bước ra sân khấu luôn. Và em biết cách phối hợp cùng với anh Long Nhật, mọi thứ rất là tuyệt vời. Chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn anh. Chia sẻ của anh Quốc Đại. Chị chúc mừng em. Trong bài hát này em chẳng những hoàn thành xuất sắc mà nãy giờ chị ngồi chị nổi da gà nữa. Tại sao mà có một cô bé mát một cái giọng ngọt ngào mà hòa quyện với anh Long Nhật như thế. Ngay cả cái diễn xuất cũng vậy nữa. Ca sĩ quan trọng nhất là khi mình ở trong bài hát là mình diễn theo bài hát, mình cảm xúc theo bài hát. Cái đó nó cũng góp phần quan trọng. Dạ. Chúc mừng em. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngân Quỳnh. Này còn đâu nữa, người về trong thương nhớ, người đi nhớ thương người. Và bây giờ là thời gian bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay dành cho tiếng hát này. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai đang đứng cạnh Khanh đây. Xin chào bạn. Dạ, lời đầu tiên thì cho phép em xin gửi lời chào đến những vị khách mời cũng như là các bạn khán giả trường quay, cũng như là tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Lời chào thân thương nhất ạ. Dạ, em xin tự giới thiệu là em tên là Thanh Tú và em đến từ Vĩnh Long ạ. Wow. Dạ. Người con quê hương Vĩnh Long. Anh dạ. Trà Vinh kén bên chồng sớm luôn nha. Vì bữa nay gọi là sân nhà của bạn đấy. Dạ. Xin chào Thanh Tú. Với giọng hát và phong cách trang phục của bạn thì có vẻ như có sự đối lập. Không biết thì dòng nhạc bạn theo đuổi là dòng nhạc nào? Dạ, hiện tại thì em đang theo đuổi dòng nhạc trẻ cũng như là rap và hip hop. Nhưng mà bạn hát cái bài vừa rồi lại rất ngọt. Nhưng mà kiểu bolero thì nó cái chất miền Tây đúng không? Dạ, dạ chất ăn sâu trong máu có trong máu rồi. Dạ. Anh Hàm Lê Trương ơi, anh cảm giác như thế nào ạ? Hay là chị Lê Phương muốn nói trước? Xin lỗi cho Phương nói chị trước nha. Chị hào hứng lắm chị Phương ơi. Anh thật sự đứng đây nha. Không phải, tại vì Phương nghe bạn hát thật sự luôn, Phương cảm thấy rất là thích. Tại vì giọng hát của bạn rất là đặc biệt, có một cái sự tương đồng với một cái ca sĩ mà Phương cũng rất là thích. Dạ, đó chính là Hoài Lâm. Thanh Tú ơi, bạn có mối quan hệ nào với Hoài Lâm không? Ba của ảnh là anh của ba em. Trời ơi. Chú bác ruột hèn chi có phong cách giống nhau và cái chất giọng cũng khá là giống nhau nha. Cái âm giọng rất giống. Ủa vậy khi mà Phương nghe trong cái 10 giây á, Phương nói ủa chẳng lẽ có Hoài Lâm. Như ngần ấy năm trôi. Này giọng giống giọng Hoài Lâm. Vậy thì đầm màu tinh lên ngôi. Nghe thì rất là, nói chung là khi bây giờ nghe em hát thì rất là thích. Với lại Trương thấy thường là những giọng hát mà đi đường dài là những giọng hát có thể hát được rất nhiều những dòng nhạc. Và bạn có thể là một trong những người đi đường rất là dài á. Khanh hy vọng rằng phần trăm bình chọn của Thanh Tú nhận được trong đêm nay sẽ rất cao.
là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này nhé. À dạ, em xin chào anh Bạch Công Canh. Và lời đầu tiên thì cho phép Yêu Quyên xin gửi đến toàn bốn vị anh chị ở đây và toàn thể quý vị có mặt trong trường quay cũng như quý vị đang xem đài qua đài truyền hình Vĩnh Long. Lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các khách mời chia sẻ về tiết mục này đi ạ. Xin mời chị Vân Khánh. Xin chào Y Nguyên. Dạ em chào chị. Phải nói từ đầu chương trình đến giờ đây là một cái giọng ca mà Vân Khánh thấy nói rằng là nó rất là bản năng nhất. Rất là bản năng. Kể cả cái phong cách cũng vậy. Bụi. Không nghĩ khi mà bạn bước từ trên đó xuống mà nghĩ là bạn hát cái giọng này đâu. Tại nhìn bạn bụi bặm lắm, ngầu lắm, chắc nghĩ phải rock riết gì trơn. Ông dè ra giọng ngọt quá trời ngọt luôn. Và Khánh thích là ở cái chỗ là bạn có một cái sự mộc mạc như vậy, hát bằng cái tình cảm của mình, bằng cái nội tâm của mình, không qua một cái xử lý kỹ thuật gì hết, nhưng mà cũng chạm được trái tim người nghe. Và đặc biệt rằng là bạn diễn cũng vậy. Nó có cái sự e ngại hoặc là bạn cứ như thế này, nhưng mà bạn vẫn feel trong cái nền nhạc như vậy. Bạn không quan tâm, tức là khi bạn đứng trong sân khấu rồi thì bạn không quan tâm tất cả mọi thứ xung quanh. Cái đó là cái lợi thế của bạn. Kết hợp này đã tạo nên một cái tiết mục rất là hoàn hảo. Chúc mừng bạn. Cảm ơn chia sẻ của chị Vân Khánh ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chị Ngọc Liên nói về tiết mục này. Khi mà cất giọng hát lên thì Liên thấy một cái giọng rất đặc biệt, một cái giọng cao lắm. Em hát em rất là khoan thai, giống như là nó không cần một kỹ thuật nào hết, nó không vô một khuôn khổ nào hết. Chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên ạ. Ta sẽ nghe những lời nói khích lệ động viên của anh Kim Tử Long dành cho một cô gái rất áo xinh đỏ đẹp. Kìa anh, áo đỏ kìa anh, áo đỏ, áo đỏ kìa anh. Nếu mà bên bên tài tử thì người ta gọi là đây là một cái giọng thổ pha kim. Nghe nó rất đặc biệt. Anh chúc mừng em, hy vọng em rằng em hãy theo cái dòng nhạc này, nó sẽ tỏa sáng cho em. Cảm ơn các khách mời còn lại. Cuộc tình anh dành cho em, đam mê đắm say kiếp kiếp. Em ơi, tìm đâu xa nữa. Em ơi, cuộc đời không đẹp như mơ, đau thương dối gian từng giờ. Yêu đương cũng như là mây bay qua. Mơ chim núi xa nguồn gió. Em ơi, mùa xuân đang có trong tay. Một mùa xuân thật nản vui, yêu đương chắc cao đầy trời. Đau thương đã như chìm sâu vào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rời xa giống bao vui như tháng năm không xa, và câu hát say mê đây chợt cao vút. Cuộc đời như là chim bao, cơn vui thoáng qua đã mất. Em ơi mùa xuân đâu có bao nhiêu, đừng nhìn xa vời em ơi, xin em hãy mơ thật gần, xin em hãy coi ngày vui là đây. Gió rời xa giông bão, vui như tháng năm không già, và câu hát say mê đời chợt cao vút. Cuộc đời như là chim bao, cơn vui thoáng qua đã mất. Em ơi mùa xuân đâu có bao nhiêu, vời em ơi, xin em hãy mơ thật gần, xin em hãy coi ngày vui là đây. Đừng nhìn xa vời em ơi, xin em hãy mơ thật gần, xin em hãy coi ngày vui là đây. Hay quá. Bây giờ sẽ là thời gian bình chọn của tất cả quý vị khán giả tại trường quay dành cho tiết mục song ca này. 10 giây bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc và số điểm này chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật. Bây giờ thì hãy cùng Khanh gặp gỡ và trò chuyện nhiều hơn với chàng trai vừa song ca với anh Quốc Đại. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép Minh Nguyên xin chào tất cả quý vị khán giả và chào bốn vị khách mời và chào anh Khanh. Em tên Minh Nguyên, em cũng là ca sĩ tự do. Dạ, quê em thì ở Đồng Nai ạ. Xin chào Mạnh Nguyên. Bài hát vừa rồi thật sự giọng hát của hai người rất là hợp nhau luôn. Đây là một trong những bài hát gọi là bài hát mẫu của giọng nhạc trường tin Việt Nam. Và Mạnh Nguyên phải cảm ơn anh Quốc Đại là bởi vì thế này, cái phần solo của anh Đại hát rất là nội lực. Và để khi Mạnh Nguyên cất tiếng hát thì giọng ấy là một cái giọng bay bổng, nhẹ nhàng. Và Quốc Đại rất là thông minh, đã hát nhẹ lại. Tức là Quốc Đại không còn hát 100% công lực nữa. Và những nốt cao, những cái chỗ mà chồng lên cao, luyện lại cao thì Quốc Đại không còn hát bằng nội lực thẳng nữa, mà em pha qua giọ, dạ thanh để nương theo cái tiếng hát. Thành ra là hai anh em rất là hòa quyện luôn. Nên là một lần nữa anh mừng rằng là anh rất là yêu Quốc Đại và cảm ơn em. Yeah. Cảm ơn anh. Cảm ơn chia sẻ của anh Long Nhật. Trên mái đầu còn xa
xưa có đang u sầu, đời sao oan trái, một vòng dây oan trái đem tình vui sầu. Đó là Lan và Điệp 4, một sáng tác rất tuyệt vời của anh Hàm Đế Trương. Một tràng pháo tay nữa thưa quý vị. Và cảm ơn anh vì đã hỗ trợ hết mình để cho người chơi thật sự tỏa sáng. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với cô gái vừa hát xong ca với anh Hamlet Trương. Xin chào bạn. Dạ. Yeah. Lời đầu tiên cho em xin cảm ơn anh Hamlet Trương, tác giả của ca khúc đã xong ca với em ạ. Em là Mỹ Châu, em xin gửi lời cảm ơn đến anh chị khách mời và các anh chị khán giả ở đây rất là nhiều ạ. Xin chào Mỹ Châu, rất là vui bởi vì tiếng hát của bạn chạm được vào trái tim của Khanh. Tin chắc là không chỉ riêng Khanh đâu mà có rất nhiều khán giả ở đây cũng như vậy. Một lần nữa lại cảm ơn Trương rất là nhiều. Em đã chịu gọi là lép vế để mà em nâng giọng hát của Mỹ Châu. Còn đối với Mỹ Châu thì giọng của em ngọt ngào lắm. Và em hát cái bài hát này đó, đúng là cái nội tâm của em nó có đặt trong bài đó, trong cái bài hát của Hamlet Trương. Nhưng mà anh nghĩ rằng không phải là bài hát này đâu, mà tất cả những bài hát gì mà nói về dân ca trữ tình nó rất hợp với giọng hát của em. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn chia sẻ của anh Long. Khanh mời anh Hamlet. Bạn rất là ngọt ngào và bạn có cảm giác là mình đang thật sự được hòa vào câu chuyện Lan và Điệp. Ban nãy là mình có thấy cái chuông ở đây luôn á, chuẩn bị nghe tiếng gõ chuông chùa luôn rồi. Nghĩa là hình dung ra được cả cái hình ảnh dạ. đó. Và hôm nay là bạn diễn lại, tiếp tục dẫn chương vào cái câu chuyện của chính mình đã viết. Đây là một cái cảm giác rất là đặc biệt. Cảm ơn Hamlet rất nhiều. Xin mời. Chớm chớm mùa chớm chớm kỷ niệm biết bao.
quá luôn á. Không thể tin là nó ngọt ngào thôi như vậy. Em ơi, tại Phương đang đóng phim với Bạch Công Khanh mà Phương đóng vai mẹ của Bạch Công Khanh cho nên con không tin là má con hát hay như vậy. Bữa nay cho má làm chị nha. Ok ok, trời chị hát hay quá chị Phương ơi. Cảm ơn em. Và thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian dành cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn. Và khán giả tại trường quay sẽ chỉ dựa vào tiếng hát cũng như phần biểu diễn của người chơi. 10 giây bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc và cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai vừa hát xong ca với Lê Phương. Xin cảm ơn MC Bạch Công Khanh rất là duyên dáng. Xin cảm ơn 40 khách mời, xin cảm ơn chị và xin cảm ơn quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay cũng như là quý vị khán giả đang xem đài. Vương là tiếng Vương. Và công việc của em thì hiện tại em làm tùm lum hết. Em làm MC và em dạy tiếng Anh và cũng có đi hát. Đa tài không quý vị? Giọng hát của chị Lê Phương là một giọng hát nữ khá hiếm. Bởi vì nó rất là trầm cho nên khi mà các giọng nam hát cùng á thì cũng sẽ có một số khó khăn nhất định. Bạn nghĩ sao về điều này? Chị Lê Phương ngày hôm nay quá đẹp. Rất là khó để tập trung để hát được khi mà người song ca với mình quá đẹp như vậy. Bây giờ em phải vượt qua rất nhiều khó khăn. Bây giờ thì chúng tôi sẽ nghe những nhận xét của các khách mời còn lại. Bạn Tiến Vương này cái giọng rất là bắt mít. Và anh chúc mừng em, giọng em rất là đặc biệt nha. Dạ, em cảm ơn Tiến Long rất nhiều ạ. Còn em thấy chưa thì sao? Thì em chỉ muốn cảm ơn hai anh chị là đã gợi cho em nhớ là em đã yêu thích bài hát này nhiều như thế nào. Vậy thôi. Một rất dễ thương thưa quý vị. Và bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Dạ em chào anh Bạch Công Khanh. Em xin được chào bốn anh chị khách mời. Ủa chị là chị gái em mà em dẫn chị dẫn em về. Dạ, em con và chào chị gái của em nữa. Và một anh xin được chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay cũng như là tất cả quý vị khán giả đang xem đài ạ. Xin chào một anh, một cái tên rất là dễ thương. Anh Quang Hà ơi, anh thích tiếng hát này không? Quá thích. Lúc nãy là ghen tị với Ngọc Liên, bây giờ là ghen tị với Vân Khánh. Vì đã chọn được ra mình một cái bài hát đã hợp với giọng hát của chị Vân Khánh rồi mà lại còn chọn được Mộc Anh. Hai cái chất này rất là hay và nó còn có rất là có hồn và truyền cảm nữa. Thế nên là khi mà hai chị em mà song ca bài hát này như kiểu là được khớp với nhau từ trước đến và đã hát với nhau rất là nhiều lần. Người qua người đẩy qua người để lại và hát bè phối với nhau. Có đôi lúc Hà cảm thấy rằng là chị Vân Khánh là cái người đưa Mộc Anh lên, nhưng có đôi lúc lại là cái giọng hát của Mộc Anh lại đưa giọng hát của Vân Khánh lên. Chính vì thế nên là hai cái giọng hát nó rất là hòa quyện và là một tiết mục rất thành công của cả hai người. Cảm ơn Quang Hà. Và vẫn không tin là họ mới gặp nhau lần đầu đấy ạ. Chị Ngọc Liên ơi, mình nghĩ sao về tiết mục này ạ? Em có giọng ca rất là sáng. Mà cái bài hát này là bài hát khó. Tại vì cái bài hát này cái quãng nó rất là cao. Khi mà cái nốt cao cao lắm mà cái khi nốt trầm trầm lắm, thưa mẹ gặp cha nó rất là thấp. Mà chị nghe chị canh thử coi cái em xuống có tới không. Nhưng mà em vẫn làm tròn, vẫn xuống tới. Cái giọng em thật sự là sáng. Mà cộng với lại hôm nay
em được chị Vân Khánh hỗ trợ quá tuyệt vời. Hai chị em hỗ trợ qua lại mà cách diễn dễ thương vô cùng luôn. Hai chị em rất là tự nhiên, giống như đi về quê rồi chào. Hôm nay cái xí xí cái này là mình bắt chước anh Kim Tử Long, học lóm được của ảnh chứ bộ, thấy diễn hay quá. Đúng rồi. Em ơi, em, mọi người ơi, trời ơi, mũi nhà em giàu lắm, sao mà em đeo quá trời hộp vậy? Nhà em giàu mà, trời ơi, em là con út hột xoàn mà, có nhầm nhò vậy trơn á. Trời đất ơi, hột xoàn mà bà nói không có nhầm nhò gì, đeo từ trên đeo xuống. Ôi trời ơi, tiền mà cũng bằng hột xoàn nữa. Đoạn giữa mà hai chị em về quê mà tự nhiên mình cứ nhúng qua nhúng lại thì biết làm gì à, mình thêm bày đặt thoại. Mặc dù cái giọng nam của bà chị này cũng lơ lớ, không phải là nam rạc, nhưng mà kệ đi, mình truyền lửa cho em để em nó biết diễn. Hơn cái là em bắt được vô được liền, phải không? Em chào mọi người, em chào bà con đi đó. Cảm ơn chị Ngọc Liên. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của diễn viên Lê Phương. Dạ, em nói thật chứ đến đây á, em chỉ nghĩ rằng là em là diễn viên, nhưng mà bây giờ em thấy chị, em nghĩ chắc chị nên đi đóng phim được á chị Khánh. Chị quá là duyên dáng và chị em cảm giác là chị dìu được cho bạn, rất là tự tin. Giọng bạn đã khỏe đã hay rồi mà bây giờ thêm được có chị dìu nữa, hai người phải nói tạo nên một cái tiết mục rất là dễ thương luôn. Và nói thật là giọng của Mộc Anh là cái giọng mà Phương mơ ước á, tại vì giọng Phương rất thấp còn giọng Mộc Anh rất cao và khỏe, nên là nói chung là chúc mừng Mộc Anh hôm nay là gặp được chị Vân Khánh. Và trong số 8 bài hát thì còn bài nào bạn thích nữa không? Dạ còn. Bài gì thế? Bài Tôi Vẫn Nhớ. Bài mà chị Vân Khánh đang lựa chọn luôn. Nghĩa là bây giờ bài nào cũng được hết, bạn có thể hát một câu. Dạ em xin phép nha chị. Bao năm qua dù xa anh nhưng tôi vẫn nhớ. Nhớ con đường nắng u buồn, dìu nhau đi tìm rừng bông mát, lòng bâng khuâng nghĩ chuyện vu vơ. Cái này gọi là duyên cho hai chị em gặp nhau rồi. Dạ, rất là dạ. Duyên ạ. Hy vọng với tiếng hát này, một anh sẽ nhận được bình chọn của khán giả tại trường quay thật là cao. Biết đâu cô ấy sẽ có mặt trong màn song đấu. Hãy
Quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều và hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này trước đã. Xin chào bạn. Dạ, lời nói đầu tiên cho dịp phép Giang Tâm xin kính gửi đến ca sĩ khách mời cùng với khán giả tại trường quay cũng như khán giả đang đón xem trên TV ạ. Xin chào Giang Tâm. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các khách mời chia sẻ về tiết mục thú vị này. Cái tên Giang Tâm cũng đẹp nữa. Khi mà em bước xuống em hát á, thật sự ra là chị cũng hơi lo cho em, bởi vì anh Long á, là một nghệ sĩ coi như có chiêu trò dễ làm cho nghệ sĩ khác phân tâm khi hát. Mà em đã từ trên xuống là em đã làm cho mọi người ngạc nhiên, là em chơi đòn phản ngược lại với anh Long, là điểm đó là thấy em là nhập vô bài hát rồi đó. Rồi khi em xuống em cất lên cái giọng hát của em, cái bài hát này thật sự ra bài hát này rất rất hợp với giọng của em luôn. Bởi vì cái chất giọng của em nó cao á, cách diễn xuất của em với Long rất là hòa hợp. Mặc dù anh Long ảnh quậy quá nhưng mà em vẫn giữ bình tĩnh, em không cười, em diễn cho hết bài hát là quá hay rồi. Chúc mừng em. Cảm ơn chị. Hay quá, Giáng Tâm không có phân tâm. Giáng Tâm, Giáng Tâm mà không phân tâm. Anh Hoàng Bách, anh nghĩ gì? Anh Kim Tử Long vẫn cho thấy mình là một người gạo cội và có một cái đẳng cấp chọn người hát chung với mình rất là chuẩn mực. Em nói anh là bái phục. Cái bài này nói chung là sinh ra dành cho hai người. Trời, nó thiệt là dễ thương quá đi. Mặc dù là anh Long anh quậy quá nhưng mà thực sự là tâm tĩnh lắm luôn á chị. Phải bái phục em.
em diễn như không diễn vậy đó. Trời ơi, chị Tha lúc đầu chị còn sợ là em có vấn đề gì, em có lộ không vậy? Sao diễn bé này diễn tỉnh quá vậy? Rõ ràng là như vậy luôn á. Coi như là quá hay. Và đặc biệt là chị thích cái giọng của cô này, có nhã chữ rất là lạ. Và chúc mừng em đã làm rất tốt. Em xin cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời ạ. Là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Chúng ta sẽ có 10 giây, nếu như chọn thì nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Thời gian bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và cùng hai làm quen với chàng trai này nhé. Xin chào bạn. Dạ, là nói đầu tiên cho em gửi lời chào đến bốn vị khách mời, các khán giả tại trường quay và cũng như các khán giả đang xem trên đài truyền hình. Dạ, em tên là anh Tuấn ạ. Dạ, hiện đang là ca sĩ tự do ạ. Xin chào anh Tuấn. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe ba khách mời chia sẻ về tiết mục Trót Yêu này. Chị Ngọc Liên. Thật sự bước ra sân khấu là chị thấy em là chắc chắn là sẽ hợp với Bách.
đúng là Bách đã hỗ trợ cho em cái phần trình diễn này rất nhiều, em nên cảm ơn Bách đi. Em hát một cách coi như là hết mình của mình, và bè qua bè lại nữa, mà nhờ cái sự bè của Bách quá hay luôn, cho nên cái bài hát này làm hai giọng của anh em, hai anh em là hòa quyện với nhau để có một tiết mục thật là hay. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên. Em muốn nghe chia sẻ của anh Kim Tử Long và chị Vân Khánh. Bài Trót Yêu, giai điệu nó quá hay rồi, rồi cộng hai cái giọng hát quá tuyệt vời nữa thì nó bùng nổ ra. Tuyệt vời, chúc mừng. Chị Vân Khánh ơi, chị thôi, nghĩ gì? Ý này cộng lại như trên đi. Dạ, cảm ơn chia sẻ của các khách mời rất nhiều. Và chúc mừng cho Dương Anh Tuấn. Bạn đã hoàn thành tiết mục của mình. Và chúng tôi hy vọng rằng phần trăm bình chọn của khán giả dành cho bạn cũng sẽ thật là cao. Vườn môi mong bao thiếu tha, bài ca in mãi trong lòng sẽ không nhớ. Mặc dù là một ca khúc về mùa đông nhưng mà hai cô gái của chúng ta mặc đồ rất là quyến rũ. Cảm giác như là không hề lạnh một tí nào cả. Chỉ có chúng tôi lạnh giá trong tâm hồn thôi. Quá trời đó, đất luôn à. MC thiệt là déo miệng déo mồm. Bây giờ sẽ là 10 giây dành cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiết mục này. Xin mời. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với cô gái đang đứng cạnh Khanh đây. Xin chào bạn. Dạ, em xin được chào các anh chị khách mời ạ. Và em xin được giới thiệu, em tên là Minh Phương. Và trong một số khách mời ở đây thì có một đồng hương của em, đó là anh Long Nhật. Em là con gái Huệ. Chỉ một chiếc lá rơi cũng làm em hoang sợ. Khi em bước ra là anh hoàn toàn yên tâm, bởi vì anh đi diễn với Minh Phương rất là nhiều, ngoài Trung, ngoài Bắc, rồi trong thành phố Hồ Chí Minh, và anh đã hiểu được giọng hát của em. Mà may mắn quá, chị Ngân Quỳnh, nghệ sĩ Ngân Quỳnh đã chọn em. Và hai tiếng hát nữ trầm, anh Tô Khàng Khàng này thì chắc chắn Đêm Lao Sao là một phiên bản rất đáng nghe, một màu dấu ấn rất đẹp trong song ca Dạo Mặt lần này. Cảm ơn anh Nhật. Cảm ơn chia sẻ của anh Long Nhật. Ngay từ câu đầu tiên của Đêm Lao Sao, chị Ngân Quỳnh cất lên là chúng ta đã bị rụng rời con tim rồi. Cái này là em chia sẻ thật. Và không biết là anh Thị Luân có cùng cái cảm giác đó giống Khanh hay không. Hôm nay nghe chị hát những bài về lãng mạn, ballad trữ tình thì giọng chị bao nhiêu năm nó không thay đổi, vẫn rất là lực, rất là mạnh. Tuy là giọng của chị là một cái bậc đàn chị rất cách xa với các bạn, nhưng mà là vẫn hòa quyện được cái bài hát này. Nó giúp khoảng cách giữa các thế hệ gần nhau. Em hát song ca với chị Ngân Quỳnh giống như là những đồng nghiệp với nhau và cùng thời với nhau. Và em tận dụng được cái quãng giọng của mình. Em làm cho cái quãng giọng của mình nó đầy, nó không cần phải cao, nhưng mà khi mà nghe là nó vẫn có độ sáng trong đấy. Và anh thích những cái chỗ nhấn nhá của em. Nó tạo cái cảm xúc cho cái người nghe. Em đã hóa thân vào cái người con gái trong cái bài hát này. Xin chúc mừng em một bài hát rất hay. Cảm ơn chia sẻ của anh Sĩ Luân. Mặc dù đó là những lời khen, nhưng phản phất đâu đó trong ánh mắt của anh ấy, chúng tôi cũng thấy đầy sự tiếc nuối. Phải chi mình chọn được cô gái Minh Phương song ca với mình anh nhỉ. Thức màn song đấu của Lê Thu Hiền cùng với Mạnh Nguyên trong một sáng tác rất quen thuộc của nhạc sĩ Lam Phương, ca khúc Biển Tình. Và bây giờ sẽ là thời gian của khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho hai tiếng hát này. Nếu như lựa chọn tiếng hát Mạnh Nguyên, quý vị sẽ nhấn phím A. Nếu như lựa chọn cho tiếng hát của Lê Thu Hiền thì nhấn phím B. Thời gian của quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Thời gian bình chọn dành cho hai tiếng hát đã kết thúc.
Bây giờ trước khi mà chúng ta biết kết quả thì Khanh rất muốn biết cảm xúc của bốn khách mời như thế nào sau khi thưởng thức ca khúc rất lãng mạn vừa rồi. Hồi nãy giờ chị với Quốc Đại với anh Nhật với lại Sĩ Luân nhìn nhau mà phải xít xoa luôn á. Khi hai em á cất tiếng hát lên rồi là không có làm cho bốn người này thất vọng một chút xíu nào hết. Yeah. Phải công nhận là quá tuyệt vời. Hai bạn có chất giọng trùng với nhau, chúng ta cùng một thể loại và các bạn có cái kinh nghiệm xử lý ca khúc. Vì đây là ca khúc của nữ mà, tông của bạn nữ chọn và đây là bài hát thế mạnh của bạn nữ. Hơi khó cho bạn Nguyên. Tuy nhiên đây là một cái mà chúng tôi thấy được là bạn xử lý ca khúc thế nào đối với một ca khúc khác. Và bạn nữ thì mình hát bài hát mình bung hết cỡ ra như thế nào. Và rất hay là hai bạn hòa quyện với nhau, đến cuối cùng bài hát rất mượt mà. Thật sự là khi anh thấy là Hiền và Nguyên là cao điểm nhất, anh nói ôi nếu mà hai giọng này mà kết hợp thì chắc sẽ ra một cái bản song ca rất là tuyệt vời, bởi vì một giọng nữ cao và một giọng nam trầm. Và khi hai em biểu diễn thì rõ ràng cái giọng bạn nam như là một cái nền thật là vững chắc, rất vững chắc trong từng câu từng chữ. Mặc dù đây là một cái bài là em bị thiệt nhưng mà em Mạnh Nguyên đã làm rất là tốt cái vai trò của mình, bởi vì đây là không phải là cái bài em chọn. Và anh cũng rất là thích cách chọn bài của Hiền, và em cũng đã chịu lép một xíu để tạo một cái bài song ca tuyệt vời như vậy. Anh cảm ơn hai em rất nhiều. Làm cái số phần như sao á, từ những Quốc Đài chọn Mạnh Nguyên và Lâm Nhật chọn trùng ngay Thu Hiền. Anh hay nói với Quốc Đài là anh yêu thì hạ Quốc Đài lắm, bởi vì Quốc Đài hát rất lịch sự, anh thích cái từ lịch sự. Thì Mạnh Nguyên em y chang như Quốc Đài, em hiền lành, em lịch sự, em lịch lãm. Nếu như Thu Hiền y chang anh Long Nhật, tráo chuột từng chữ ngọt ngào, hai em đã tạo một bản song ca và đến với chương trình. Cảm ơn hai em, cảm ơn Thu Hiền đã chọn bài này. Một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của các nghệ sĩ khách mời. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem kết quả bình chọn của khán giả tại trường quay đã dành cho Mạnh Nguyên cũng như Lê Thu Hiền là bao nhiêu. Mời quý vị cùng nhìn lên màn hình. Trước mắt chúng ta là 51% và 49%. Tên nhận được 51% sẽ là người chiến thắng. Và đó là... là Lê Thu Hiền hay là Mạnh Nguyên đấy ạ? Bạn. Chúc mừng Lê Thu Hiền, bạn đã nhận được phần thưởng của chương trình là 10 triệu đồng. Và cảm ơn Lê Thu Hiền cũng như là Mạnh Nguyên một lần nữa vì đã dành thời gian để đến với song ca giấu mặt.